Sau đây là sơ đồ khai thác mủ cao su bằng khí trên cây cao su mới đủ tuổi khai thác. Sơ đồ này là sơ đồ khoan hai hàng vòng tròn theo thân cây. Bước đầu tiên là chọn vùng ra khai thác. Vùng ra khai thác cách mặt đất khoảng cỡ 4 đến 50 phân. Tiến hành buộc kiềng, buộc theo kiểu là mình di chuyển được. Buộc là phải kéo được đi như thế này, kéo đi kéo lại được. Buộc xong kiềng, tiến hành đặt tô lên kiềng và buộc cái nắp che tô này cố định vào kiềng như thế này. Công đoạn tiếp theo, tiến hành đóng nắp chóp. Chỗ đóng nắp chóp là cách cái chỗ mình khoan lấy mủ như thế này, cách khoảng cỡ 12 đến 15 cm, và cao hơn cái nắp che mưa này khoảng cỡ 5 phân, thì là nằm ở trên này. Khi mà mình chọn được chỗ đóng nắp chóp rồi là mình cào sơ đi như thế này, rồi tiến hành đóng nắp chóp. Đóng nắp chóp, ta có đồ đóng nắp chóp chuyên dụng như thế này và một cây búa cao su, và đóng với một cái lực vừa phải. Đóng nắp chóp xong, tiến hành bơm khí. Bơm khí có hai bộ sử dụng cho cây mới đủ tuổi khai thác, bộ túi nhôm 50 và túi nhún 50. Đối với cái bộ túi nhôm 50 này thì mình bơm như sau. Bóp cái như này, đầy túi như thế này, rút ra rồi cắm vào nắp chóp đây. Thế là xong. Còn đối với túi nhún này chúng ta bơm như sau. Bóp như này, rồi xong cái đưa cái đầu bơm vào, bấm cái đầy cái, rút ra cũng cắm vào cái nắp chóp này được. Và cái nắp chóp này là sử dụng được cho hai bộ túi như thế này. Bơm khí xong, để 48 đến 72 giờ sau chúng ta tiến hành đi khoan. Cách khoan như sau, ta tiến hành khoan mũi khoan đầu tiên thì cách cái đo cách cái miệng tô khoảng cỡ hai ngón tay như này là 2 phân. Và khoan mũi khoan đầu tiên vào đây và bấm một cái lực vừa phải. Khi mà mình bấm máy khoan xong, cắm cái ống dẫn vào như thế này để dẫn mủ ra. Khi cắm ống dẫn mủ ra, bắt đầu đóng đậy cái nắp úp này. Cái nắp này là che mưa để nước mưa không xâm nhập vào. Thời gian mình đi khoan mủ bắt đầu từ 2 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm. Lúc đấy mình rảnh, lúc nào mình đi khoan lúc đó. Khi mình đi thu gom mủ xong, để cây nghỉ khoảng 2 ngày. Bắt đầu sang ngày thứ 3 mình tiến hành mình đi khoan lấy mủ tiếp. Cách khoan y như lần đầu tiên. Mũi khoan thứ hai mình khoan như sau. Bấm máy khoan như này rồi lại cắm ống vào. Thời gian khoan vẫn y như là mũi khoan 1. Khoảng cách giữa các mũi khoan là 1 phân rưỡi đến 2 phân. Không được dày hơn và không được thưa hơn. Những lần lấy mủ sau cứ 3 ngày mình đi khoan một lần. Gọi là chế độ khoan D3. Một lần mình bơm khí vào túi chứa khí thì mình khoan được khoảng cỡ 3 cho đến 5 lần. Thì diễn biến sản lượng của các mũi khoan đầu tiên thì mủ nhiều nhất, mũi khoan thứ hai mủ trung bình và mũi khoan thứ ba là mủ giảm hẳn luôn. Thấy mủ ít quá thì lúc đấy là mình tiến hành mình bơm khí lại vào cái túi chứa khí này. Khi khoan đến mũi thứ ba sản lượng giảm không đủ để mình thu gom mủ nữa thì bắt đầu ta tiến hành đi bơm khí vào túi chứa khí như thế này. Bơm cách bơm rút ra như này rồi cho vào nắm tay bóp như này rồi cái là đưa vào mình bơm cái lại bắt đầu rút ra cắm vào cái nắp chóp như thế này. Thì cái lượt bơm khí thứ hai này chỉ cần để khoảng 24 giờ sau thì bắt đầu mình đi mình khoan được rồi, không cần phải để 48 tiếng đến 72 giờ như cái lần đầu tiên của mình đóng nắp chóp và mình bơm khí. Cách khoan của lượt khí thứ hai này thì mũi đầu tiên mình khoan vào đây, mũi thứ hai khoan dưới đây, mũi thứ ba khoan trên này. Cái công thức này là công thức hai hàng vòng tròn theo thân cây, thì mình cứ khoan như thế. Thì khoan đến cái mũi nào sản lượng mủ nó ít thì lúc đấy mình tiến hành mình đi bơm lại khí. Thời gian mình đi đóng nắp chóp như thế này thì một tháng là mình phải chuyển đi một lần. Bắt buộc là một tháng, dù khoan được ít mũi hay nhiều mũi vẫn phải chuyển đi. Còn cái bơm khí vào trong cái túi chứa khí này ấy, là một tháng là mình bơm khoảng cỡ 2 cho đến 3 lần. Như vườn mạnh thì bơm 2 lần thôi, còn vườn yếu là mình cứ 3 mũi là mình bơm lại một lần. Thì cứ 3 mũi khoan như thế này thì mình bơm lại khí một lần. Còn cách kéo kiềng như thế này, mình khoan đi đến đâu thì mình kéo kiềng đến đấy. Thường ấy là khoan được 6 lần khoan như thế này, mình sang lần khoan thứ 7 là mình phải kéo kiềng qua bên này. Kéo qua bên này lại khoan tiếp tục lại được 7 mũi nữa. Sau khi khoan được 9 mũi đến 12 mũi là nó khoảng cỡ hơn 30 ngày. Hơn 30 ngày thì ta tiến hành là đi chuyển cái nắp chóp này đi chỗ khác. Và cái địa điểm chuyển nắp chóp này đi là phải đi đằng trước, khi mình chuyển đi đằng trước và mình khoan đi đằng sau.
và cái khoảng cách cự ly giữa cái nắp chóp thứ nhất và nắp chóp thứ hai này là phải được khoảng cỡ 10 phân đến 12 phân. Tháng đầu mình đóng ở đây thì tháng thứ hai là mình đóng ở đây, thì đi theo một cái chiều ngang như thế này và vuông góc như thế này, đúng ngang như thế này. Rồi bắt đầu đóng nắp chóp vào đây. Đóng vào tiến hành bơm khí cũng y như tháng đầu tiên. Cách khai thác từ tháng thứ hai trở đi ấy, tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi thì nó vẫn giống y như là cái tháng đầu tiên như thế này. Thì mình cứ làm y chóp như cái tháng đầu tiên là được. Đó, cái tháng thứ hai đây. Xong cái tháng thứ ba là mình vẫn đóng ở đây nhá. Xong cái là mình khoan đi tiếp, còn cái tháng thứ tư là lại đóng ở đây tiếp là khoan đi đi bao giờ nó giáp vòng nhá. Mình khoan giáp vòng. Đây, ví dụ như thế này. Thì mình cứ khoan hai hàng này đi vòng theo thân cây. Thì đến cái tháng nào giáp vòng thế này, nó giáp vòng này là mình lại bắt đầu khoan lên trên này. Một năm mình khai thác thì từ 7 đến 9 tháng thì mình như cây này thì mình khai thác mình khoan được khoảng 4 tháng là giáp vòng rồi. Khi mà giáp vòng như này là mình bắt đầu chưa hết năm ấy, là mình chuyển lên đây. Mình khoan là cự ly cũng y như là cái tháng đầu tiên như này, là mỗi cách mỗi phần rưỡi hai phần và hàng cách hàng phần rưỡi hai phần, và cái khoảng cách giữa cái hàng dưới này với hàng trên này nó cũng như thế, vẫn như nhau. Và khoan từ đây đi, khoan hai hàng đi, bây giờ hết năm thôi. Đó, hết năm ở chỗ nào thì dừng lại ở đấy. Ví dụ như hết năm ở chỗ này đi, ở chỗ này đi sang năm ấy, sang năm thì mình bắt đầu là đầu vụ ấy, mình lại bắt đầu khai thác từ đây đi. Đó, là cứ hai hàng vòng tròn, nó cứ tăng cấp dần lên, và cứ tăng cấp dần lên bao giờ hết tầm với như thế này thì thôi. Thì đấy là cái cơ bản là của cái phương pháp là mình khai thác một cái su bằng khí trên cái cây mà mới đủ tuổi khai thác ấy, là cơ bản là cái công thức làm như thế.